Quý vị thân mến, Đường Thái Tông Lý Thế Dân là con trai thứ hai của Đường Cao Tổ Lý Uyên, cũng là vị hoàng đế thứ hai trong lịch sử vương triều nhà Đường. Trong thời gian trị vì, ông có công mở ra thời kỳ thịnh trị, trinh quán chi trị của Đường Triều, được hậu thế đánh giá là vị minh quân hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cuộc đời của vị minh quân ấy lại có không ít tì vết. Cho tới ngày nay, việc Lý Thế Dân sửa quốc sử để xóa đi những vết đen trong đời mình vẫn là một trong những nghi án lớn gây nhiều tranh cãi. Giết anh cướp ngôi, khử em đoạt vợ và những vết nhơ ngàn năm không phai của vua nhà Đường. Đường Thái Tông Lý Thế Dân là vị hoàng đế thứ hai của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người có công khuyên cha giấy binh lật đổ nhà Tùy, nên về sau được coi như khai quốc hoàng đế của nhà Đường. Dưới thời Đường Thái Tông, Trung Quốc đạt đến đỉnh cao về kinh tế, quân sự, lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Đường Thái Tông sau này được nhớ đến là vị hoàng đế vĩ đại nhất Trung Hoa, nhưng ông cũng gây ra nhiều tai tiếng. Năm 626, nhà Đường xảy ra một vụ chính biến cung đình gây ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử. Cho tới ngày nay, người đời sau vẫn không ngớt tranh luận về cuộc chính biến cung đình này. Nguyên nhân nằm ở chỗ, người gây ra cuộc chính biến này là Đường Thái Tông, một vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử. Nếu xét theo thành tựu chính trị và ảnh hưởng đối với lịch sử Trung Quốc, Đường Thái Tông vẫn có thể xem như một vị minh quân trong lịch sử. Thời kỳ trinh quán thịnh thế, ông tạo dựng nên đã giúp nhà Đường xuất hiện cục diện hòa bình phồn thịnh, văn hóa, kinh tế phát triển mạnh. Nhưng thủ đoạn đoạt quyền giết anh em ép cha của ông quả thật đã là bất chấp dư luận và đạo lý. Cũng bởi thế mà Đường Thái Tông chịu không ít sự chỉ trích của người đời sau. Những vết đen trong cuộc đời minh quân Đường Triều. Để bước lên ngai vàng, Lý Thế Dân từng gây nên cuộc binh biến Huyền Vũ Môn, tắm máu anh trai và em trai ruột, cũng là chủ mưu của cuộc thảm sát hàng loạt và giết tù binh đầu hàng. Không chỉ vậy, chuyện hậu cung dưới thời kỳ trị vì của ông cũng có nhiều điểm thiếu sót. Sát huynh ép phụ. Trong số những người con của Lý Uyên, Lý Thế Dân thông minh và xuất sắc hơn cả. Ông từng lập được vô số công trạng từ khi Giang Sơn chưa về tay họ Lý. Vậy nhưng do quy định lập trưởng không lập thứ của phong kiến Trung Hoa, người kế thừa ngai vàng của Đường Cao Tổ lại chỉ có thể là người con trưởng Lý Kiến Thành, cũng là anh ruột Lý Thế Dân. Để có được ngai vàng, đồng thời tránh khỏi việc bị anh trai trừ khử, Lý Thế Dân đã tiên hạ thủ vi cường, tức là ra tay trước để chiếm lợi thế, phát động cuộc chính biến ở Huyền Vũ Môn, thanh trừng hai anh em ruột là Thái tử Lý Kiến Thành và Hoàng tử Lý Nguyên Cát vào năm 626. Một ngày sau cuộc binh biến Huyền Vũ Môn, Lý Uyên ban chiếu lập Lý Thế Dân làm thái tử, hai tháng sau buộc phải nhường ngôi, lui về làm Thái Thượng Hoàng. Chiếm đoạt em dâu. Sau khi tắm máu Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân quy Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát vào tội làm phản, ra lệnh giết sạch gia đình để trừ hậu họa. Trong cuộc huynh đệ tương tàn ấy, chỉ còn một người phụ nữ duy nhất sống sót, đó chính là Dương Khuê Mi, vợ của Lý Nguyên Cát, em dâu Lý Thế Dân. Tương truyền rằng Dương Khuê Mi vốn là ca nữ nức tiếng thành Trường An, sở hữu dung mạo khuynh thành, lại đàn hay hát giỏi, am hiểu sách thánh hiền, có tài xuất khẩu thành văn. Không chỉ thoát được cuộc tàn sát của anh rể, ít lâu sau, khi Lý Thế Dân lên ngôi, Dương Khuê Mi được nạp vào hậu cung. Cho tới ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng sự biến Huyền Vũ Môn thực chất là mũi tên trúng hai đích của Lý Thế Dân, vừa giết được anh trai để đoạt ngai vàng, lại vừa trừ khử em trai để có được mỹ nữ. Tắm máu hạ huyện. Theo tư chỉ thông giám, vào tháng 5 năm 620, Tần Vương Lý Thế Dân dẫn quân tấn công hạ huyện, tiến hành tàn sát. Sự việc bắt nguồn từ việc một hào kiệt có tên là Lữ Sùng Mậu khởi binh ở Hạ huyện, công khai ủng hộ Lưu Vũ Chu, thế lực chống lại triều đình nhà Tùy. Khi ấy, cha con Lý Thế Dân đều đang làm quan cho triều Tùy, từng thất bại trong việc thảo phạt Hạ huyện. Sau khi diệt được Lưu Vũ Chu và bình định vùng Sơn Tây, Lý Thế Dân vẫn nhớ mối tư thù này, liền ăn miếng trả miếng, điều quân thảm sát Hạ huyện, giết chết vô số bách tính vô tội tại nơi đây. Tới lúc đăng cơ, Đường Thái Tông tìm mọi cách bưng bít cho hành vi tắm máu trên, thậm chí còn đổi trắng thay đen, khẳng định mình chỉ phụng chỉ hành sự và đổ mọi tội lỗi cho cha ruột Lý Uyên. Nạn nhân của hành động này chính là Đan Hùng Tín, một viên tướng phản đường nổi tiếng trong lịch sử.
và năm 621 thế lực cát cứ của Vương Thế Sung ở Lạc Dương quy hàng nhà Đường, trong đó có cả Đan Hùng Tín. Nhưng vì viên tướng họ Đan năm xưa từng hai lần suýt lấy mạng Lý Thế Dân khi giao chiến, nên vị hoàng đế này bất chấp mọi hậu quả và quyết tâm trừ khử tù phạm đã quy hàng. Sau khi lên ngôi, Đường Thái Tông lại một lần nữa để dư luận chĩa mũi nhọn vào cao tổ Lý Uyên. Theo đó, Lý Thế Dân tiếp tục viện cớ, khẳng định việc xử tử Đan Hùng Tín là do vâng lệnh vua cha. Hoàng đế vĩ đại nhất Trung Hoa. Theo china.org.cn, gây tiếng xấu là vậy nhưng Đường Thái Tông vẫn được đánh giá là hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa. Đó là bởi hoàng đế thứ hai của nhà Đường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một triều đại cường thịnh, mở rộng lãnh thổ về phía Tây. Đường Thái Tông có nhiều đức tính mà người đời sau vẫn khắc ghi thành bài học. Đầu tiên, Đường Thái Tông được coi là vị hoàng đế có năng lực chọn người, dùng người tài. Đường Thái Tông được coi là hoàng đế hiếm có trong lịch sử Trung Hoa. Năng lực này được tóm được bằng một câu: lắng nghe lời khuyên, trọng dụng người tài, cung kiệm tiết dùng, khoan hậu yên dân. Cũng bởi ông rất giỏi trong việc phát hiện và trọng dụng hiền tài, nên triều đình nhà Đường có vô số nhân tài góp sức xây dựng đất nước. Trong số những nhân tài phụng sự cho Lý Thế Dân, vị quan Ngụy Trưng chính là một người không ngần ngại nói thẳng những khuyết điểm của hoàng đế. Ông từng chỉ đích danh 10 sai lầm khiến Đường Thái Tông phải tâm phục khẩu phục. Sau này Đường Thái Tông luôn bỏ qua những lời trách móc nặng nề ấy để trọng dụng Ngụy Trưng. Thứ hai, Đường Thái Tông là vị hoàng đế phong chức tước không màng thân thế quá khứ. Khi còn tại vị, Thái Tông chọn hiền tài không bao giờ bàn đến thân thế, né tránh kẻ có oán thù, không thiên vị. Đường Thái Tông đã phá bỏ rào cản về thành kiến dân tộc, ông sẵn sàng tuyển chọn nhân tài có xuất thân là dân tộc thiểu số, không phải người Hán. Năm Trinh Quán thứ 6, ông phong tù trưởng Khiết Hà Lực của tộc Thiết Lặc làm tướng quân. Năm Trinh Quán thứ 14, ông phong cho A Sử Na Trung của tộc Đột Quyết làm đại tướng quân. Thứ ba, trong những năm trị vì, Đường Thái Tông luôn đặt người dân lên hàng đầu, bởi dân là vốn của nước, vốn có chắc, nước mới an. Chứng kiến sự sụp đổ của nhà Tùy vì khởi nghĩa nông dân, Đường Thái Tông hiểu rằng tầng lớp nông dân sẽ trở nên hết sức đáng sợ nếu họ không được đối đãi đúng mực. Thứ tư, theo sử sách thời nhà Đường, mỗi lần đích thân ra trận, Đường Thái Tông luôn là người xung phong lên trước, bất kể gian nguy. Có lần, 500 kỵ binh của ông bị quân địch bao vây, may mắn được tướng lĩnh dưới quyền kịp ứng cứu thoát khỏi vòng vây. Có thể nói, trong 23 năm nắm quyền, Đường Thái Tông đã tạo ra một giai đoạn hòa bình, thịnh vượng đối với Trung Hoa, đưa nhà Đường trở thành một trong những thế lực mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Nghi vấn Đường Thái Tông sửa sử. Theo Tư trị Thông giám cuốn 196 và 197, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã nhiều lần yêu cầu xem và sửa quốc sử. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu lịch sử hiện đại không khỏi đặt ra nghi vấn về tính trung thực và các tài liệu sử học được viết dưới thời gian này, đặc biệt là những đoạn sử có liên quan tới các tì vết trong cuộc đời nhà vua. Những tài liệu lịch sử trong các triều đại sau đó cũng có đề cập tới việc Đường Thái Tông rất coi trọng việc tu sửa quốc sử. Ông cũng là người có công thành lập các cơ quan chuyên môn lo việc tu sửa quốc sử, gọi là quốc sử quán. Từ đó về sau, sử quán trở thành cơ quan do hoàng đế trực tiếp khống chế, được giám sát bởi những thuộc hạ thân tín của nhà vua. Ngoài việc biên soạn sử cũ, nơi đây còn phụ trách ghi chép những sự kiện đương thời. Tuy nhiên, Đường Thái Tông có được ngai vàng vốn không phải kế thừa hợp pháp, mà là kết quả của cuộc binh biến, giết anh ép cha. Chuyện này không hề phù hợp với luân lý của thời phong kiến. Khi lên ngôi, vị hoàng đế này hiển nhiên không muốn lưu lại chân tướng sự việc, càng không muốn bị miệng lưỡi thế gian chê cười, động cơ sửa sử cũng từ đó mà thành. Có thể nhận thấy rõ, những tài liệu quốc sử được ghi chép dưới thời Lý Thế Dân thường xuyên biện hộ cho các hành động của nhà vua. Bằng chứng là việc sử quan trong những năm Trinh Quán khi viết Cao Tổ Thực Lục và Thái Tông Thực Lục đã thiên vị công lao của Lý Thế Dân, né tránh nhắc tới việc Thái tử Lý Kiến Thành bị sát hại, thậm chí còn hạ thấp vai trò của Đường Cao Tổ Lý Uyên trong quá trình gây dựng Đường triều. Từ đó, sử quan đưa Đường Thái Tông trở thành vị hoàng đế có công lao khai quốc, sánh ngang với Hán Cao Tổ năm xưa, đồng thời hợp pháp hóa việc kế thừa ngôi vị của Lý Thế Dân. Nhà vua tôn Cao Tổ Lý Uyên làm Thái Thượng Hoàng cũng là hợp tình, hợp lý. Đó là chưa kể tới việc khi ra lệnh tắm máu Hạo Huyện và giết Đan Hùng Tín, Đường Thái Tông đều tìm cách đổ tội cho cha mình.
Về hành động bóp méo sự thật của Thái Tông Lý Thế Dân, sử gia Hồ Tam Tỉnh thời Nam Tống từng bình luận. Khi quan chép sử ghi chép các sự kiện này ở thời Cao Tổ, chỉ Lý Uyên, cha của Lý Thế Dân, Thái Tông vì sợ đánh mất lòng người, ép họ phải ghi thành phụng mệnh của Cao Tổ để che đậy các sai lầm của mình. Quý vị thân mến, cho tới ngày nay, việc Đường Thái Tông Lý Thế Dân có sửa đổi chính sử hay không vẫn còn là một nghi án đang chờ hậu thế làm sáng tỏ. Nhưng dù là Minh Quân hay Hôn Quân, dù chính sử có cố ý bóp mẽ hay che đậy, chân tướng sự việc vẫn sẽ được thời gian làm rõ và được đánh giá lại một cách công bằng. Bởi vậy, việc bóp méo ngòi bút quan chép sử để hạ thấp người khác hay tự tôn vinh chính mình, ngược lại chỉ làm cho người đời càng thêm cười chê.